Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đồ mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đồ mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này, đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả bạn thân yêu, và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Rồi, xong. Chứ gì là bị đánh mít thế này đi chơi cái gì về chơi. Ủa rồi anh Azen cái anh chơi thế này thì còn gì để chơi nữa. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu tất cả các bạn Lorion ở trong mùa mới này, và cách chơi và như thế nào thì mình sẽ góp ý một chút về cái nâng cao của nó. Đây, chiêu 2 sẽ combo 21 các bạn tốc biến lên đủ đam một mạng. Đấy, Lorion là một vị tướng pháp sư. Nói chung nếu mà không nói về Natalia thì Lorion là một vị tướng nó có sức mạnh ở giai đoạn đầu game. Đây là một vị tướng đầu giữa và late game đều có sức mạnh hết, nhưng nó không có một sức mạnh gọi là như những các vị tướng khác là không có một sức mạnh zone tuyệt đối. Mà đây là một vị tướng nó kiểu giống như là như nào ta gọi là vừa kiểu rút đâu rút kiểu nó sức mạnh thì tầm khoảng 60, còn thủ thì tầm khoảng 50. Đấy, kiểu nôm na như vậy các bạn nhé. Đây là một vị tướng pháp sư trâu. Đấy, còn một pháp sư trâu chơi rất là tốt các bạn. Đây, pha này chiêu 2, chiêu 1 đủ đám không? Rồi chiêu 2 cái khoạt này là cổ hang đấy các bạn mạnh chưa? Mới chiêu 3 thôi các bạn nhá. Rồi pha này chiêu 1 hôi không? Đấy, ngon lành anh nào luôn, 3 mạng các bạn ạ. Rồi ôi không chết được đâu. Đấy, rồi chiêu 1 lướt này các bạn này. Đấy, bình tĩnh thôi, lướt qua đây đây tiêu nào này. Đấy các bạn lót đeo các bạn thấy không, rất là trâu. Nếu mà các vị tướng khác mà vá vào cái tình huống vừa rồi ấy, thì ắt hẳn nó sẽ chết thôi, nhưng đối với lót đeo thì không. Đấy, một vị tướng nó rất là trâu. Sức mạnh thì ví dụ như là để mà nói zone sức mạnh thì nó không bằng thằng Vera đâu, nó cũng chả bằng thằng Nata luôn, mà nó cũng chả bằng những cái vị tướng khác. Đấy, một lượng sức mạnh nó kiểu không sốc đám, mà nó đủ đám để giết rất nhiều vị tướng, nhưng nó phải cần thời gian các bạn nhé. Rồi, đây là một vị tướng nói chung đánh giá quá như vậy thôi. Và cái điều quan trọng nhất mình muốn nói đến tất cả các bạn rằng là hiện tại thì rất nhiều người hỏi mình Quân Huy cách đấy 3 tháng. Thì hiện tại bây giờ thì mình có một lỗ hàng cực kỳ đẹp, gọi là cực siêu mịn luôn. Đó là hàng gọi là 100 người thì chỉ có 1.000 người đi. À 100 người thì chỉ có 1 người gọi là đen lắm bị bán thôi. Hàng này là chỉ 1%. 1% là bị dính đấy các bạn ạ. Đấy, hàng này gọi là hàng siêu an toàn. Và giống như cái đợt hàng trước ấy, thì nói chung hàng này nó ngon hơn cái đợt hàng trước mình bán nữa, cho nên cái giá thành của nó hơi cao. Cho nên mình này các bạn này, khi các bạn đang mua Quân Huy thì mình không khuyến khích tất cả các bạn mua Quân Huy nhé. Không khuyến khích các bạn ôi nè từ rồi chứ 1 2 rồi nè chip cút rồi đấy, combo đơn giản chạy rất là easy các bạn nhé. Đấy ôi đấy, cái thằng Triệu Vân tàu sọc luôn, tàu sọc chết luôn này. Cái gì đấy Triệu Vân, ôi cái thằng này các bạn xem mình giết rồi nhá. Bình tĩnh này, bình tĩnh rồi. Chim cút phát. Rồi từ. Ồ thôi. Cái phá này chắc chịu luôn. Rồi cái phá này chiêu 2. Ôi. Máy của anh em mà gần chết, đừng là Triệu Vân tệt mình nhá. Ủa rồi. Đấy chiêu 1, chiêu 2 là nẻ sát thương này. Thậm chí mình chơi nó luôn. Đấy các bạn. Cái phá để mình chơi nó luôn, cái thằng Triệu Vân vớ vẩn này rồi. Ui, thiếu một máu anh em ạ. Đẹp thật đấy. Thôi, phá này chiêu cút thôi. Đây mình xin nói trước một chút là nói chung là mình của bản Quân Huy hàng này không phải là hàng được bảo hành đâu. Cho nên mình khuyến khích các bạn không nên mua. Nhưng nếu bạn nào mà kiểu cảm giác muốn mua rẻ hơn một chút, phải là rẻ một tí thôi các bạn ạ. Đấy, cho nên là cái này là mình nói thật, cho nên là không khuyến khích các bạn mua. Còn các bạn đang có nhu cầu thì mình cũng sẽ bán. Nhưng các bạn mua nếu mà còn đen lắm thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Cái này là mình nói thật, muốn bán là phải nói thật với nhau để anh em hiểu, chứ không vì một cái lợi ích hay gì cả mà làm mất lòng anh em. Mình cũng không gọi là PR, gọi là các bạn mua cho mình đi các thứ như không. Khuyến khích không nên mua cái loại hàng này, nhưng nếu các bạn cần có nhu cầu thì mình sẽ đáp ứng bằng cách các bạn hãy nhắn tin vào cái số Zalo của mình, và mình sẽ để ở phía dưới phần comment đấy, làm gì làm, ví dụ nick
thì còn ra sao, nick xịn, nick vip hay là mình thấy nick rẻ thì mình nói thật, còn nick đắt thì mình cũng nói là nick đắt đấy. Và Quân Huy thì mình nói thẳng là nó rẻ nạp thẻ hay là ấy một tí thôi, nói chung là rẻ tầm khoảng 100.000 hoặc là rẻ tầm khoảng 70.000 đấy. Nói chung là đối với những bạn mà không có tiền mà ví dụ muốn nạp 1.000 Quân Huy bình thường là 500.000 đi, thì các bạn sẽ rẻ tầm 100.000 chẳng hạn, hoặc là rẻ hơn một chút đấy thì đỡ hơn kinh tế một chút đấy, thì có thể là, nhưng cái đấy thì nói chung là hiện tại thì nói chung là mình đã nạp vào những cái nick, mình đã thử thì tầm 1-2 tháng thì không bị gì hết, hiện tại không bị gì đấy, cho nên là mình mới có thể là tung đáy các bạn, cho nên là cân nhắc các bạn nhé, phải thật cân nhắc chứ không hàng này hàng không bảo hành, cho nên các bạn phải biết được nguồn hàng để các bạn mua như nào cho hiệu quả nhá. Rồi cái pha lao lên, mình sẽ tập trung vào vấn đề chính, đó chính là L'Oreal. L'Oreal là một vị tướng có rất nhiều combo. Combo thứ nhất đó chính là đây một vị tướng tuy đánh xa nhưng lại là đánh gần, mà nhìn thì đánh gần nhưng tuy lại đánh xa. Thì nói như thế nào, các combo này đây là một vị tướng có thể chơi tiến hướng rìa máu được, nhưng là một vị tướng hầu như lượng sát thương của nó sẽ phải áp vào các bạn nhé. Nôm na rằng khi các bạn kích hoạt chiêu 3, các bạn dính một vị tướng chiêu 3 thì các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 để lao vào dồn thêm combo vào một vị tướng đấy. Thì nôm na rằng nó sẽ có hai cách đây, cái pha này chiêu 2 này đấy, các bạn thấy chưa, cách zone. Thực sự để mà nói thì đấy là một vị tướng nó không sốc đá như các vị tướng khác đâu, cho nên đấy cái lối chơi của vị tướng này gọi là tanker, đấy là một vị tướng gọi là pháp sư tanker nữa các bạn ạ. Và đặc biệt rằng cái chiếu combo 1-2 nó có thể né được sát thương nếu các bạn dùng đúng lúc, nếu trong quá trình đang bay nhá thì nó sẽ né hoàn toàn mọi sát thương khi đang zone vào nó, chẳng hạn né được cái gì ạ, né được choáng này, hoặc né được sát thương tu lén này đấy, chẳng hạn như thằng tu lén mà chiếu ba ấy đấy, mình né các bạn xem tu lén mà chiếu ba, các bạn mới dùng cẩn thận nhá, khi nào cái đàn thằng tu lén đang bay thì các bạn sẽ ẩn bay luôn, chứ các bạn đừng có bay trước nhá. Các bạn đã bay trước khi cái đàn tu lén chưa bay ấy, thì các bạn cùng sẽ bị dính đám ấy, hãy để cho đàn thằng tu lén bay ra thì các bạn sẽ kích hoạt luôn, là các bạn bay thì các bạn sẽ nẻ được 100% sát thương chưa bá của thằng tu lén, hoặc là bất kỳ cái lượng sát thương nào. Thực sự là cái combo này thì phải để cho những cái bạn nào tính ý hoặc là một chút hack nào thì bạn mới sử dụng tốt. Và hầu như những cái người chơi tốt L'Oreal thì người ta đều nẻ được tầm 80% skill khi các bạn dùng chiêu 1-2 này thôi, nó cực kỳ bá đạo luôn. Lý do vì sao thằng L'Oreal này là một vị tướng nó rất hot ở trong tất cả các giải đấu, kể cả cái giải đấu thế giới cho đến ở trong nước, nó cực kỳ hot luôn các bạn nhé. Đây, rất rất là mạnh. Còn cách zone đám tối ưu nhất của nó thì đơn giản thôi, đó các bạn kích sáu có câu dấu bùi, nói chung cái clip này mình dấu đây, lao lên thằng Nata rồi lao lên đủ đám lùi một chút đấy các bạn thấy chưa. Cách đấy là kích hoạt chưa bá, thì khi kích hoạt chưa bá thì có thể sản được 2 lần chưa bá, cho nên mình nghĩ là chưa bá, có vì nói chung cái mấu chốt của con L'Oreal này là chưa bá, đó chính là cái thời gian, gọi là cái thời gian để cắn cái quả cầu phát nổ ấy, thì đó là cái khó để cho tất cả các bạn nó mới chơi L'Oreal thôi. Nhưng nếu các bạn nào mà cắn được tầm khoảng thời gian kích nổ của quả cầu tầm 1 giây hoặc 1 giây hơn một chút, các bạn sẽ cắn được cái nhịp, gọi là cái nhịp để quăng cho bãi, thì các bạn sẽ chơi tốt. Rồi cái pha này bình tĩnh rồi đây, chiêu 3 rồi, tiếp tục tiếp thêm phát nữa, chiêu 2 kích hoạt vào một màng này các bạn thấy chưa. Đây mình sẽ có băng xương rồi, chiêu 1-2 chạy được, cái pha này bình tĩnh đấy, 1-2 chim cút đấy các bạn thấy chưa, rất là easy đấy. Con này thì nó cũng sát thương của nó cứ ta như vậy thôi, nó không đột biến đâu, nó cứ ta như vậy, vẫn giết được người nhưng giết hơi lâu một chút. Nó lại giết được đây là chim cút các bạn, thì mình nè chưa bán tiểu vấn chưa, và bây giờ mình sẽ giết nó này đấy anh em thấy chưa. Đấy, chỉ cần các bạn nào mà tính ý nhanh mắt một chút, các bạn sẽ sử dụng cái combo L'Oreal. Thực sự con L'Oreal là mạnh ở một cái chỗ là combo 1-2 trong một tinh bay nó thì nè được sát thương rất là ảo. Nói chung là thực sự là đây là cái điểm mạnh nhất của L'Oreal, mà theo mình nhận định không phải đến với sát thương mà nó đến từ cái nẻ skill các bạn nhé. Một vị tướng mà nẻ được skill, bất kể một vị skill nào của các vị tướng khác, thì đó là một vị tướng rất rất là mạnh đấy. Tiểu vấn các bạn thấy chưa, mình nẻ hoàn toàn chiêu 3 của nó và nó không hề gây được một đám nào của mình dồn đám ngược lại nó chết đấy. Đây là cái điểm mạnh của L'Oreal, cho nên rằng clip này mình chỉ muốn nhấn mạnh tất cả các bạn này, để ý rằng combo 1-2 này, khi tất cả các bạn muốn nẻ sát thương dứt điểm của một vị tướng nào đấy, chẳng hạn như là Tiểu Vân hoặc là Tu Lê, thì các bạn hãy chơi nó. Nói chung cái né thằng Tiểu Vân thì khó hơn, bởi vì cái đòn đánh của thằng Tiểu Vân thì nó liên hôi, nó không có ngắt nhịp. Còn thằng Tu Lê thì dễ, Tu Lê thì nó bắn ra một phát thì các bạn sẽ né được easy luôn đấy. Còn thằng Tiểu Vân thì nó có cùng thời điểm, còn nó rất là khó để mà né cái phá. Vừa rồi là mình rất là may mắn, nhưng nếu các bạn nào mà kiểu cắn được ấy, thì các bạn cũng sẽ là nẻ được rất tốt. Cho nên đang combo 1-2 này rất là tiện lợi nhá. Hầu như L'Oreal cách chơi của nó sẽ là tiếp
gọi là tiếp cận. Và là khi các bạn zone đám thôi, chưa đủ đám thì các bạn phải kích hoạt chiêu 2 lava sát nó để có thể đủ đám. Thế nên đây một vị tướng nói chung là các bạn lên full đảm được. Mà thường để mà chắc chắn một chút các bạn sẽ lên những build đồ gọi là build đồ phép của giáp này, hoặc là của game dừa game các bạn sẽ lên một build đồ kháng phép hoặc một build đồ kháng giáp thì nó sẽ rất tuyệt vời. Còn clip này thì mình không còn gì ngoài bằng cái việc là các bạn nào có nhu cầu mà mua con Huy hoặc mua Nick thì các bạn lên shop mới xưa, hoặc là các bạn vào Zalo của mình. Zalo thì mình sẽ có nhu cầu team Nick theo tướng. Các bạn ví dụ như là giảm được cái chi phí, các bạn ví dụ các bạn muốn mua Nick có skin này mà ở trên shop nó có thể là cao hơn, mà các bạn muốn tài chính các bạn tầm 300.000-400.000 cho một cái skin này thì nhắn tin vào Zalo team Nick theo yêu cầu. Đấy là cái lời ở trong cái Zalo như vậy. Và đặc biệt Zalo thì mình có bán quân Huy nữa, thì các bạn hãy cân nhắc. Và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Tất cả các bạn hãy mài. Yêu, bye bye. Something